giới thiệu một cây hồng cổ Sapa nhá, đẹp chưa? Đấy, hôm nay là 15 Tết rồi. Đó. Chỉ còn 15 ngày nữa là đến Tết. Đây này, khả năng là sẽ chơi trước Tết nhá. Hoa chơi trước Tết. Đó. Đẹp không? Tu tủa luôn. Ở mình đây là cái vùng này của mình là nó bị sương muối, cho nên là hoa nó bị không được ấy lắm. Đấy, bông to nhá. Đấy, bông to. Đấy, các nụ tu tủa luôn. Thấy không? Nụ tu tủa luôn nhá. Nhiều không? Quá đẹp luôn. Đó. Tiếp tục cây cổ Sapa. Đấy, hoa. Thấy không? Ui, nụ nhiều chưa? Đấy, tu tủa luôn. Quay thêm mấy cây hồng ta này, hồng quê này. Hoa thơm nước mũi nhá. Hoa thơm lắm cơ. Bông nó bị sương muối cho nên là nó như thế này, nó chúm chím phục chím. Đẹp chưa? Đó. Đẹp tuyệt vời nhá.